Ngày 14 tháng 3, khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tổ chức lễ kỷ niệm 27 năm thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Khoa chấn thương chỉnh hình bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên trước kia, nay là bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, được thành lập ngày 14 tháng 3 năm 1996, trải qua 27 năm. Đến nay, khoa đã phát triển với quy mô 100 giường bệnh kế hoạch, 150 giường bệnh thực kê với tổng số 35 cán bộ viên chức là các y bác sĩ, điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao. Tài nghề giỏi. Hiện nay, hơn 90% các kỹ thuật của chuyên ngành chấn thương chỉnh hình do Bộ Y tế quy định đã được triển khai thường quy trong công tác điều trị tại khoa như kỹ thuật thay khớp gối, háng, vai, ghép xương, trồng lại chi thể đất rời. Với những thành tích đã đạt được, năm 2022, khoa Chấn thương chỉnh hình đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3 đây là thành quả của những nỗ lực trong suốt nhiều năm của các thế hệ cán bộ nhân viên khoa chấn thương chỉnh hình và ngày càng được khẳng định vai trò là trung tâm chấn thương chỉnh hình hàng đầu của khu vực trung du miền núi phía bắc